quá tốt. Đưa vô. Đưa vô cái góc mà cạnh nổ nè. Quất vô. Dữ chứ. Đã đi với anh Sáu rồi, ông dẫn đi chơi. Ông dẫn đi vòng vòng núi Tôn. Núi Tôn. Đây là chùa Tà Bạ nè các bạn. Chùa Tà Bạ ở núi Tà Bạ. Chùa này lên trên là đẹp lắm nha. Đây cảnh chùa Tà Bạ.
cắt cỏ bò hay là đặt là lọc ếch? Lọc ếch. Hả? Lọc ếch. Mày nói tiếng gì với ổng sao tao nghe tao không hiểu mày. Nói ổng gì vậy? Có nói gì đâu. Nghe mà nói gì tí lia mà chói hả? Chỉ ổng gì vậy? Dạ. Chỉ ổng gì vậy? Có chỉ đâu kia đi chụp bên kia kìa, đi chụp con. À. Không thích đứng trước camera đâu. Không thích đứng trước camera hả? Vậy sao này, nãy mày nói tiếng Việt tao hiểu luôn, tao khỏi quay mày luôn. Ủa mà đẹp trai mà sao không thích kìa? Dạ. Đẹp trai mà. À. Chỉ qua cái thằng bên kia. Đặt chưa? Đặt chưa? Nhân vật cơ chứ. Bạn cũng muốn có bay trên. Bay cái sàn trên. Sàn rất chiều chiều tụi nhỏ nó vô hồ chơi cũng đông dữ chứ. Chiều chiều tụi nhỏ này nó vô hồ chơi cũng đông. Nói tiếng là bà ơi, nói tiếng ấy nghe coi. Ừ. Nói tiếng Khmer nghe. Dạ, nông. Gì? Việt nông. Việt nông là gì? Núi. Núi. Chùa Tà Bà. Chùa Tà Bà là tiếng cũng chùa Tà Bà luôn hả? Việt nông. Việt nông là núi hả? Hả? Nông là núi. Nông là núi. Nhà gần đây không? Hả? Nhà gần đây không? Dạ.